chào cả nhà. Tony đang có công việc đi công tác ở xuống thành phố Long Xuyên, An Giang. Thì hôm nay Tony đang trên đường vào trong cao tốc Trung Lương để đi xuống Long Xuyên. Thì trên đường đi chắc Tony cũng cập nhật cho mọi người biết về thời tiết, về tình hình giao thông ở đây. Tony vừa qua được chỗ khu vực của Hồ Chí Minh rồi. Thì tình hình nó giao thông thì tương đối là cũng thông thoáng, chỉ có hơi kẹt một chút xíu ở ngay chỗ khu vực Bình Chánh thôi. Còn bây giờ thì qua khúc này tôi đi đã chuẩn bị vào trong cao tốc Trung Lương rồi. Đây tình hình xe trước mặt. Thì hôm nay tôi đi xuống Long Xuyên để có công việc công tác. Thì tôi đi sẽ ở Long Xuyên 2-3 ngày. Thì nếu mà có anh chị nhà đầu tư nào có tiền tôi đi trong thời gian này thì mong anh chị thông cảm nha. Tại vì tôi đã đi xuống dưới Long Xuyên rồi. Thì nếu mà các anh chị có muốn tư vấn đầu tư thì hẹn anh chị vào cuối tuần này hoặc là đầu tuần sau, để mà mình có thể uống cà phê được. Còn bữa giờ Tony có hứa sẽ mời cà phê mọi người. Thì biết Tony hứa với ai, có ai nhớ nhắc tôi đi giùm nha. Chứ không để Tony hay quên lắm. Giờ này nó hay quên dữ lắm. Tình hình giao thông bây giờ nó cũng tương đối là đang đông đúc. Vì rất nhiều xe hơi lớn đang chạy vào đây. Nếu như mà quý anh chị nào có đang đi vào tuyến đường này thì mọi người cũng search Google để có tuyến đường nó tốt nhất và đừng báo kẹt xe nha mọi người. Trên đoạn đường đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Long Xuyên, An Giang chắc khoảng tầm 200 cây số, đi qua rất là nhiều tỉnh thành của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thì nếu có đi ngang qua khu vực tỉnh thành nào có những cái thông tin gì hay thì tôi sẽ trực tiếp livestream lại cho mọi người để mọi người tham khảo thêm về tình hình của tỉnh thành đó. Sau khi qua Trung Lương thì chắc là mình sẽ vào Tiền Giang. Khu vực này chắc không đi ngang Long An rồi. Rồi, chính thức đã bước vào cao tốc Trung Lương rồi mọi người. Tại sao ta? Ok. Ở đây có một bản đề phòng nổ lốp xe. rất là ngạc nhiên. Tại vì cái đoạn đường này có vẻ là rất nhiều anh chị đã bị nổ lốp xe rồi. Như vậy là nếu bị nổ lốp xe thì không biết là do vấn đề gì, vấn đề về xe, bánh xe hay là vấn đề về đường xá. Thì đường á, thì tôi nên nghĩ là nó chắc là có thể là do vấn đề về đường. Tại vì nổ lốp xe thì cũng rất là khó vì mọi người phải bảo dưỡng xe thường xuyên. Tuyến đường này chậm nhất mình phải đi là 60 cây số nha mọi người. Chậm nhất nó chạy 60 cây số một giờ, không được chạy dưới 60 cây số, tối đa là 100 cây số một giờ. Đây là 80. Biển báo của Việt Nam mình nó tương đối là nó khá phức tạp. Thì mọi người thấy vừa mình khi mình vào tới Trung Lương á, thì biển báo đang cho là 60, tốc độ tối đa là 100, nhưng trên cái mặt đường khi mà mình đi á,
thì nó lại báo đến một cái số khác nữa. Thì hiện tại đang cho là 80 cái số một giờ mà thôi, chứ không phải là cho 100 cái số một giờ. Nên anh chị nào lưu thông trên đoạn đường này thì cũng lưu ý những vấn đề về bảng hiệu, bảng chỉ đường của nhà nước để mình tuân thủ được luật giao thông một cách tốt nhất nha mọi người. Về vấn đề giao thông là một vấn đề rất là rất nhiều người quan tâm ở Việt Nam, tại vì khi mọi người bước qua nước ngoài thì tất cả đều đó đều bạn không phải chỉ vừa nhận 80 đây. Nghĩa là bây giờ chỉ được chạy 80, maximum là 80, nếu mọi người chỉ qua 80 thì là bị phạt. Trong khi cái bản đầu vô của giao thông trung lương lại là 100. Như vậy mà mọi người hết sức chú ý, rồi bây giờ nó lại hạ xuống rồi. Bây giờ ở đây thì lại 60. Bây giờ chỉ lại 60. Đó. Như vậy nếu anh chị nào đi mà không chú ý, mình không nhìn bảng báo hiệu chỉ đường về tốc độ thì rất là dễ vượt tốc độ mọi người ha. Con đi phải đang hạ tốc độ xuống từ từ đây. Ở cao tốc nước ngoài thì mình cũng chạy được tối đa cũng 100. Ở đầu ship thì mình chạy được 120, được vượt quá 20%, chạy được tốc độ 120. Thì ở bên châu Âu đầu ship, đặc biệt đầu ship thì ở bên đó thì người ta chạy xe Mercedes, xe BMW là chủ đạo, thì người ta xe nó tương đối là hiện đại và họ có thể lock cây số lại để xe nó không vượt quá cây số và có thể là họ cứ nhấn ga và chạy thôi chứ không cần phải đắn đo gì cả. Hiện tại tôi đi đang giữ với tốc độ là 60 km/h thì đúng bản chỉ dẫn của nhà nước. Nhưng mà đúng là đường cao tốc mà chạy 60 như vậy thì rất thực sự rất là chậm. Tại vì như đoạn đường ở Long Thành Dầu Dây thì mọi người có thể chạy lên đường 100, 120, cũng tùy đoạn, nó cũng tùy đoạn. Cũng lại báo hiệu y chang như cao tốc trung lương này, thì chắc là tốc độ nó bắt giảm như vậy để tránh việc nổ lốp xe như lúc nãy mà tôi đi có nói mọi người, thì có thể là chất lượng mặt đường nó không được tốt. Khi mình lên tốc độ quá cao thì cái lốp xe nó sẽ ma sát mặt đường, thì nó tạo ra một cái nhiệt rất là nóng, đặc biệt nếu mà xe mà mình chở nặng nữa thì nó càng chở nhiều người, chở full xe thì nó càng nặng nữa, bởi vì càng dễ gây ra sự nổ lốp nhiều hơn nữa. Trước mặt mọi người có thể nhìn vào cái đường, cái mặt đường nó hơi là nó làm giữa đường, nó hơi là đúng thực sự là nó có những cái khoảng cách giữa nó có tiếng là nó không có trơn mịn, có thể dùng để nó tạo ma sát cho bánh xe, nhưng mà nó điều cũng sẽ gây ra một cái nhiệt rất là lớn. Ở đây thì có một làn riêng dành cho xe cứu thương chạy vào trong kia rồi. Nếu như hôm nay mà các anh chị nào đang đi sau lưng Tony, mọi người thấy được số điện thoại Tony, mọi người chỉ gọi Tony double cà phê nha mọi người. Chỉ một đoạn 80 xong rồi, chỉ có 100m sau là xuống 60. Như vậy nếu mà mọi người tăng tốc đoạn này 80, mọi người xuyên qua bên kia gặp bảng 60 là mọi người sẽ dính vào lỗi vi phạm tốc độ. Đây không? 60, 80, 60. Như vậy khi mà mọi người lưu thông, mọi người phải hết sức là cẩn thận với biển báo. Bây giờ
đoạn đường này là mình lại tiếp tục là đang là 60. Thì có một đoạn đường phía trước đang sửa, chứ không còn là 80 nữa. Chấp hành luật lệ giao thông ở Việt Nam cũng sẽ giúp cho mọi người được an toàn hơn, cũng giống như là giúp cho xã hội phát triển được và bớt đi những tai nạn giao thông không đáng xảy ra. Và vấn đề của khi mà mình sau này nếu mình có cơ hội định cư nước ngoài thì vấn đề về chấp hành luật giao thông ở nước ngoài rất là gắt gao. Mọi người cũng nên chú ý về điều này. Đó là lý do vì sao mà khi mà nước ngoài tới Việt Nam á, thì bên nước ngoài họ có một cái gọi là busy traffic, có nghĩa là busy traffic là những cái thời gian khoảng 5 giờ chiều, 6 giờ chiều là giao thông của họ rất là đông đúc. Nhưng mà khi họ tới Việt Nam thì họ gọi là busy traffic, mà gọi là crazy traffic, có nghĩa là giao thông nó hơi bị hỗn loạn. Nó không giống như là ok, tôi xin phép mọi người xíu nha. Trên tuyến đường này có rất nhiều camera để ghi nhận hình ảnh của xe. Những xe mà vi phạm tốc độ thì sẽ được camera chụp hình. Hôm nay là ngày thứ tư, tôi liên chúc cho mọi người một ngày làm việc giữa tuần thực sự là vui vẻ và hiệu quả. Chắc là sẽ hẹn gặp lại mọi người sau khi đi qua một cái địa điểm khác, sau khi vượt qua được cái tổ chung lương cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người.